Hello, xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Tại sao rong biển lại được xem như là một cái thực phẩm giúp cho chúng ta có thể trẻ mãi không già? Một thực phẩm có thể nói là món quà đặc biệt từ biển khơi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Bạn cũng biết là trong cái quá trình mà nghiên cứu để mà giúp cho con người có thể sống lâu hơn này, khỏe hơn này, họ đã tìm hiểu rất là nhiều những cái vùng đất khác nhau. Và khi mà các nhà khoa học đến với một vùng đất có tên là Okinawa, Nhật Bản, thì họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ở đây tuổi thọ trung bình của phụ nữ là lên đến hơn 86 tuổi, đàn ông là khoảng 78 tuổi. Có rất là nhiều những cái cụ già trên 100 tuổi. Và những cụ già là 70-80 tuổi đạp xe này, đi bộ này, leo núi này và làm vườn thì có ở khắp mọi nơi trên cái vùng đảo Okinawa. Và các nhà khoa học rất là ngạc nhiên tại sao họ lại có thể có một cái cơ thể khỏe mạnh như vậy. Họ cho rằng là 90 tuổi thì vẫn chưa thể nào làm bạn với thần chết và chưa thể nào về với các cụ được, mà có chăng nó phải trên 100 tuổi. Thì khi nghiên cứu thì người ta thấy rằng là người dân ở Okinawa họ có một lối sống rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Họ hướng Phật, họ chăm thờ cúng tổ tiên, họ có cái tâm tư rất là thanh thản. Và quan trọng là chế độ dinh dưỡng của họ khá là đặc biệt, thiên nhiều về thực vật và có bổ sung rong biển. Đến nói đến đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là vậy có phải là chỉ có rong biển mới làm cho người Okinawa khỏe mạnh không? Đương nhiên là phải kết hợp trong một cái chế độ dinh dưỡng tổng thể rồi. Tuy nhiên, rong biển chính là một thành phần quan trọng trong cái chế độ dinh dưỡng của những người dân mà có tuổi thọ và có sức khỏe tốt ở Okinawa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái lý do đầu tiên của cái bảng những cái thành phần dinh dưỡng của rong biển để cho bạn có thêm nhiều động lực sử dụng cái thực phẩm được gọi là quà tặng vô giá từ biển khơi này nhé. Trong rong biển á, nó sống ở biển này mà nó lại có màu xanh. Nó là một trong những cái loài thực vật rất là hiếm hoi mà sống được ở trong cái môi trường nước. Và bởi vậy cho nên là thân của nó rất là mỏng. Những cái thành phần nếu như bạn ăn rong nho bạn sẽ thấy rằng là nó căng tròn và nó có rất nhiều nước bên trong. Rong biển có hàm lượng vitamin A còn cao gấp 2 lần ở trong cà rốt. Kỳ lạ đúng không ạ? Một thứ có màu vàng, một thứ có màu xanh nhưng mà lại cái thứ mình cứ nghĩ rằng là vitamin A là có nhiều trong cà rốt, nhưng bây giờ mình có thể thêm được một thông tin nữa là vitamin A ở trong rong biển còn nhiều gấp đôi trong cà rốt. Một điều mà thú vị hơn đó là chúng ta hay thường nói là chúng ta cần phải bổ sung canxi từ việc ăn thân, ăn vỏ của những cái loại giáp xác như là tôm, cua, rồi ở trong trứng gà, trong sữa bò thì có rất là nhiều canxi. Thế nhưng mà sự thực thì ở trong rong biển có cái hàm lượng canxi nhiều gấp 3 đến gấp 7 lần hàm lượng canxi ở trong sữa bò. Và bạn biết không, đối với canxi ở trong sữa bò đã được các nhà nghiên cứu, chuyên nghiên cứu về sữa bò với sự phát triển của con người và đưa ra một cái nhận xét là nếu như canxi mà có rất là nhiều cholesterol, ở trong sữa bò là một loại như vậy, nó có rất nhiều canxi và đi kèm với nó là rất nhiều cholesterol, thì cơ thể con người chúng ta rất là khó hấp thu. Thế nhưng cái canxi mà ở trong cái thực phẩm giống như là rong biển thì lại vô cùng dễ hấp thu. Bởi vì một thông tin hay hơn về cái thành phần dinh dưỡng của rong biển đó là rong biển không hề chứa những cái axit béo bão hòa, tức là không hề chứa những loại cholesterol. Và chính điều đó nó làm cho canxi sẽ được dễ dàng hấp thu trong cơ thể người hơn so với việc là mình ăn từ những loại như là trứng gà hay là sữa bò. Và ngoài canxi ra thì trong rong biển cũng có rất là nhiều những cái loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người như là sắt này, kẽm này, magie này, selen này. Và những cái loại khoáng chất này rất là cần cho bà mẹ mang thai, cho trẻ, cho bà mẹ đang trong thời gian cho con bú, thậm chí là cho cả những người già lẫn đương nhiên là người trưởng thành. Và trong cái rong biển này nó lại còn có một đặc điểm là vừa không có bao gồm những cái chất béo mà bão hòa, đại thể là những cái chất béo xấu, và lại có cả những cái hàm lượng chất béo rất là tốt. Nếu như mà mình nói là trên cạn thì Anna thường gọi mạ lúa mì là một siêu thực phẩm, thì ở dưới biển thì rong biển đối với Anna là một siêu thực phẩm. Đó là với cái lượng và vi chất khủng khiếp như vậy thì nó rất xứng đáng để được xếp vào cái hàng những cái loại thực phẩm nên đưa vào bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng mà thực ra thì chúng ta lại không có thói quen sử dụng rong biển giống như là những người dân ở Nhật Bản hay là ở Okinawa. Bởi vì sao ạ? Đơn giản không phải là bởi vì rong biển đắt đâu ạ. Bây giờ chúng ta có những cái vùng mà trồng được rong biển như là vùng miền Trung á, chúng ta trồng được rất là nhiều rong nho. Mặc dù là trồng ở Việt Nam nhưng mà chúng ta lại mang xuất khẩu sang những cái nước khác như là Nhật Bản. Rong nho ở Việt Nam á, có cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, được đánh giá rất là tốt. Nhưng mà người dân của chúng ta lại không biết để mà sử dụng hoặc không có thói quen để mà sử dụng. Nếu như không có rong tươi, chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng những cái rong mà đã được đóng gói lại.
Điều thứ hai, rong biển là một thực phẩm rất là tốt cho phụ nữ mang thai, bà mẹ sau sinh và trẻ nhỏ. Rong biển có một cái hàm lượng axit folic cao. Và axit folic chính là một yếu tố vô cùng cần thiết để giúp cho hệ thần kinh và ống dẫn thần kinh của thai nhi phát triển toàn diện. Nó cũng giúp cho thai nhi có thể tăng trưởng về mặt não bộ và giúp bé có trí thông minh tốt hơn. Trong rong biển còn có cái axit alanine và alanic, đây là hai thành phần rất là quan trọng. Nó được chứng minh là đã ngăn ngừa được những cái độc tố di chuyển từ mẹ sang con thông qua cái việc trao đổi chất giữa mẹ và con. Chính những cái hoạt động này nó sẽ giúp cho thai nhi là có khả năng phát triển toàn diện và phòng chống được những cái dị tật từ trong bào thai. Đó cũng chính là lý do tại sao mà mẹ đang mang thai thì nên bổ sung rong biển vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Đồng thời trong rong biển nó cũng có một cái hàm lượng sắt rất là tốt, do đó nó có thể phòng ngừa được cái trường hợp là thiếu sắt của mẹ sau sinh. Và cái việc mà sắt của mẹ sau khi sinh nở, nếu mà mẹ có cho con ăn sữa mẹ thì nó lại còn quan trọng, bởi vì cái lượng sắt ban đầu này nó sẽ làm cho cái thể tích máu cũng như là chất lượng máu của bé mà vừa được sinh ra, gọi là bé nhũ nhi, được tốt hơn so với những cái loại mà mẹ hay bổ sung sắt từ những cái viên uống, thì những cái viên uống đó nó sẽ khó hấp thu hơn so với cái dạng mà những cái yếu tố nguyên tố khoáng vi lượng hấp thụ từ thức ăn. Tiếp theo, đối với những cái đối tượng bệnh nhân mà bị ung thư thì trong rong biển đã có một hoạt chất tên là lignin, và hoạt chất này giúp cho ngăn chặn cái sự phát triển của tế bào ung thư. Và đồng thời đối với những cái phụ nữ mà tiền mãn kinh á, thì chính cái hàm lượng cao của lignin và magie ở trong rong biển sẽ giúp cho phụ nữ tiền mãn kinh có được một cái sự ổn định về mặt hormone. Nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta cân bằng cái lượng estrogen. Vì bình thường khi mà ở cái độ tuổi tiền mãn kinh là lượng estrogen nó sẽ tăng lên, nó làm cho mất cân bằng hormone. Cho nên phụ nữ tiền mãn kinh thì thường hay là đổ mồ hôi trộm này, hoặc là hay là cáu kỉnh này, bốc hỏa này, khó chịu trong người này. Cho nên nếu như chúng ta có người thân đang ở trong độ tuổi này thì rong biển là một trong những cái loại thực phẩm mà mình nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày cho các chị nhé, để cho các chị có thể là tận hưởng được cái tuổi thanh xuân dài hơn, cũng như là giảm bớt được những cái sự khó chịu của cái giai đoạn rất là bản lề và rất là quan trọng này. Một thông tin rất là đáng quý với sức khỏe con người nữa là trong rong biển có một tổng hợp rất là nhiều những cái chất chống oxy hóa có tên gọi chung là fucoidan. Và cái fucoidan này nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại những gốc tự do. Và khi cơ thể chiến đấu được với những gốc tự do á, chỗ này thì Anna xin được giải thích với bạn một chút nhé. Thông thường thì cơ thể của chúng ta, giả sử là một cơ thể còn trẻ đi, như trẻ con hoặc là khoảng 18-20, thì cơ thể rất là khỏe khoắn, các cái cơ quan thải độc của cơ thể làm việc tốt, và khi có gốc tự do xuất hiện nó sẽ tự động đào thải ra bên ngoài. Thế nhưng mà với cái điều kiện là chúng ta sinh sống với chế độ dinh dưỡng và cái căng thẳng trong cuộc sống như cái thời đại ngày nay, thì tổng cái lượng mà gốc tự do sinh ra là quá nhiều. Điều đó làm cho cơ thể của chúng ta là bị giảm bớt cái khả năng, cái năng lực mà có thể đào thải gốc tự do. Nếu như có nhiều những chất chống oxy hóa như fucoidan ở trong rong biển thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là chiến đấu lại với gốc tự do này. Và như vậy thì chúng ta sẽ, da của chúng ta sẽ đẹp hơn này. Chúng ta sẽ giảm được những triệu chứng như là nhăn, chảy xệ, hay là cái cơ của chúng ta, cơ mặt của chúng ta nó cũng sẽ săn chắc hơn. Quan trọng hơn là ở bên trong cơ thể của chúng ta, gan, thận thuộc hệ bài tiết của nó cũng sẽ được hoạt động hiệu quả hơn. Hệ tim mạch của chúng ta cũng vậy, giảm thiểu những cái tình trạng như là già hóa của thành mạch máu này, rồi ngay cả những cái tế bào hồng cầu, bạch cầu nó cũng có cái tuổi thọ tốt hơn. Đó chính là cái nguyên nhân tại sao mà cứ có nhiều những cái thực phẩm nào mà có nhiều chất chống oxy hóa thì lại được rất là báo chí này, rồi rất là nhiều những cái kênh thông tin khác họ khuyến cáo là con người của chúng ta nên sử dụng. Nó sẽ không chỉ là làm đẹp bên ngoài đâu, mà nó còn làm khỏe ở bên trong. Có một thành phần rất là đáng kể cần phải được nhấn mạnh ở trong rong biển, đó chính là rong biển không chứa những cái chất béo bão hòa giống như Anna đã chia sẻ ở trên. Và bù lại, rong biển lại có rất là nhiều những cái chất béo thiết yếu cho cơ thể con người. Bạn biết rằng là não bộ của con người là một cơ quan béo nhất trên cơ thể, nó có đến hơn 60% là chất béo. Và tất cả những cái tế bào ở trong cơ thể của chúng ta thì đều có cái lớp màng là được làm từ chất béo. Bởi vậy cho nên rằng là chất béo thiết yếu là một cái thứ mà không thể thiếu được ở trong cái chế độ ăn. Và omega 3, omega 6 là những cái thứ mà dầu ở trong được
có rất là nhiều trong rong biển. Quan trọng hơn là trong rong biển còn có những cái hoạt chất là DHA và EPA. Đây là hai cái loại hoạt chất mà rất hiếm tìm thấy được ở trong những cái loại thực vật và rất là cần thiết cho sự phát triển của não bộ cũng như là hệ thống tế bào, hệ thống của cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Có một thành phần dinh dưỡng rất là đáng quý ở trong rong biển, bởi vì rong biển là thực vật cho nên là nó có hàm lượng chất xơ rất là cao. Hơn thế nữa là trong rong biển còn có những cái loại carbon hydrate, mà những cái loại này chính là thức ăn cho cái hệ vi khuẩn sống cộng sinh trong đường ruột của con người. Bạn biết rằng là cơ thể của chúng ta này, nó có được xây dựng bởi những tế bào, và tổng lượng vi khuẩn mà sống cộng sinh ở trong đường ruột của chúng ta còn nhiều hơn cả tổng lượng tế bào mà chúng ta có cho cả cái cơ thể này. Và đã có rất nhiều những cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng là sự cân bằng giữa hệ vi sinh vật sống cộng sinh với cơ thể người ở trong ruột nó liên quan đến cái khả năng đề kháng của cơ thể con người, tức là nó liên quan đến hệ miễn dịch của cơ thể của con người. Những cái hoạt chất được tìm thấy như là những thức ăn ưa thích của hệ vi sinh vật sống cộng sinh có ở trong rong biển có thể kể đến như là carrageenan này, fucan này và galactan này. Và cái đường ruột của người Nhật, đặc biệt là những người mà sống ở cái vùng Okinawa, thì đều đã được khỏe mạnh hơn rất nhiều chính bằng cái thói quen mà họ ăn nhiều những cái rong biển trong cái chế độ ăn mỗi ngày. Và bạn biết đấy, có những chuyên gia dinh dưỡng vô cùng nổi tiếng trên thế giới, họ đã có những cái phát biểu như là hãy cho tôi xem tràng tướng của một người, tôi sẽ cho bạn biết sức khỏe của họ. Đây cũng chính là cha đẻ, có thể nói là ông tổ của phương pháp mổ nội soi. Và khi mà trong cái quá trình mà quan sát cái đường ruột của các cái bệnh nhân thì ông phát hiện ra rằng là cái tràng tướng, cái gọi là độ đẹp ở trong đường ruột của từng người nó liên quan mật thiết đến cái sức khỏe của người đó. Và nó cũng rất là phù hợp với cái phương pháp mà khám chữa bệnh của Đông Y, tức là những cái cơ quan nội tạng chính là những cái phần quan trọng trong sức khỏe của con người. Và bạn cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái thành phần dinh dưỡng quý giá được tìm thấy ở trong rong biển. Thế nhưng mà có phải là vì nó tốt thế mà chúng ta sẽ ăn thay nó như là thay cơm được không? Thế thì có một cái nguyên tắc về thực phẩm mà bạn cần phải nhớ, bạn có thể áp dụng cho bất kể loại thực phẩm nào. Đó là dù một loại thực phẩm có tốt đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào mà có thể thay thế được những cái loại thực phẩm khác. Do đó mình nên có một cái chế độ ăn là luân phiên, hết loại A, loại B, loại C, loại D, rất là nhiều những cái loại thực phẩm tốt ở trên cái cuộc đời này để có thể giúp cho cơ thể của chúng ta giữ được một sức khỏe và một cái ngoại hình tươi trẻ và khỏe khoắn nhất. Vậy chúng ta sẽ nên ăn rong biển như thế nào đây? Rong biển nó có một thành phần là iốt, đây cũng chính là cái nguyên nhân mà giúp mà làm cho chúng ta phải có cái định lượng ăn rong biển chứ không phải là thích ăn bao nhiêu thì ăn. Bạn cũng biết rằng ở Việt Nam chúng ta thì có những cái khẩu hiệu như là nên cho trẻ em bổ sung iốt để tăng cường trí thông minh và sự phát triển não bộ của trẻ nhỏ. Vậy thì một trẻ từ 1 đến 8 tuổi thì nó cần cái nhu cầu iốt là vào khoảng 0,09mg mỗi ngày. Và một cái bà mẹ mang thai á, thì cần cái nhu cầu iốt vào khoảng 0,22 đến 0,27mg. Mà cứ 100g rong biển thì nó có thể cung cấp từ 1 cho đến 1,8mg iốt. Bởi vậy cho nên để mà đảm bảo á, thì bạn sẽ ăn mỗi ngày, người trưởng thành nhé, ăn mỗi ngày không quá 100g rong biển. Và bạn nên chia thành từ 2 đến 3 bữa nhỏ chứ không nên dồn vào một bữa ở trong ngày. Và một tuần chẳng hạn thì bạn sẽ ăn khoảng từ 2 cho đến 3 lần iốt thôi. À xin lỗi, ăn từ 2 đến 3 lần rong biển thôi. Bởi vì là có nhiều những cái loại thực phẩm khác nó cũng có thể đã bổ sung cái lượng iốt này rồi. Đối với trẻ nhỏ, những cái người mà bị lạnh bụng này, hoặc là những cái trẻ mà đang có dấu hiệu tiêu chảy này, thì bạn cũng không nên cho ăn rong biển trong cái lúc mà thể trạng đang bị như vậy. Bởi vì rong biển là cái thứ mà mọc ở dưới nước, và nó lại còn ở cái nước mà nó cũng sâu nữa, cho nên nó sẽ có tính hàn. Và với cái sự cân bằng hàn nhiệt ở bên trong cơ thể của chúng ta thì cái lúc mà cơ thể của chúng ta đang bị lạnh, đang có những cái dấu hiệu là bị lạnh thì mình phải tìm cách để mà mình cân lại cái nhiệt cho cơ thể. Và những lúc như thế này là những lúc mà chúng ta không nên sử dụng rong biển. Đối với những người mà có dấu hiệu về bị cường giáp thì cũng không nên sử dụng rong biển quá nhiều, bởi vì iốt nó sẽ làm cho hoạt động của tuyến giáp mạnh lên.
và bạn sẽ ăn luân phiên giống như là một những cái điểm xuyến, như là những cái loại gọi là rau gia vị ấy, thì không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà mình xem nó như một món ăn chính thì mình phải cân đối liều lượng, rong biển cũng có thể được sử dụng để làm những cái món như là salad này, hoặc là có thể nấu canh, canh sườn và canh đậu hũ. Bạn có thể để ý nhá, khi mà người ta ăn rong biển lúc nào á, người ta cũng có đậu hũ đi kèm. Bởi vì chính những cái thành phần thức ăn khác như là đậu hũ sẽ giúp cho cái trao đổi iốt nó diễn ra trơn tru hơn, và nó không làm cho chúng ta bị hấp thu quá nhiều iốt. Hoặc là ở trong những cái đĩa salad thì rất hiếm khi mà có rong biển, mà ăn rong biển không, mà thường là hay có kèm với những cái rau họ cải. Chính những cái rau họ cải này khi mà đi kèm với rong biển nó cũng giúp cho cái quá trình mà trao đổi iốt nó diễn ra thuận lợi và làm cho cơ thể chúng ta có thể hấp thu một cái lượng iốt vừa phải hơn. Bởi vậy cho nên là trong thiên nhiên nó rất là hay có những cái món ăn mà ở những cái vùng gọi là những cái người mà bản địa họ sẽ biết là phải trộn giữa cái gì với cái gì. Ví dụ như ở Sài Gòn chẳng hạn, nếu như mà mình ăn xoài chua thì thường bạn đã thấy là sẽ có nước mắm đường rất là cay và có thêm đường. Đó chính là những cái món mà tự động khi mình ăn vào nó đã giúp cho mình có thể cân bằng được các cái vị và giúp cho cơ thể của chúng ta có thể đối chọi lại với cái vị chua, rất là chua của xoài chẳng hạn. Và như vậy thì bạn đã biết những cái thông tin hữu ích về rong biển. Và Anna tin chắc rằng là sau khi mà xem những cái thông tin này kết hợp với những cái tìm kiếm khác của bạn ở trên Internet thì hẳn là bạn đã tìm được nhiều những cái lý do, có thêm nhiều động lực hơn để đưa rong biển là một phần trong chế độ ăn mỗi ngày. Rong biển thực sự là một cái thành phần mà vô cùng tốt cho sức khỏe của con người, vô cùng tốt cho cái quá trình mà cuộc chiến chúng ta chống lại lão hóa và giúp cho chúng ta có thể trẻ hóa làn da, trẻ hóa các cơ quan nội tạng và trẻ hóa toàn bộ cái cơ thể này. Xin chúc bạn luôn luôn khỏe đẹp. Nếu bạn thấy thích video này, xin hãy like video, hãy share và hãy comment vào bên dưới. Nếu bạn còn có những thắc mắc gì, bạn có thêm câu hỏi gì và bạn có một cái cách mà chế biến rong biển nào đó mà ngon, xin bạn hãy comment bên dưới đây để có nhiều người cùng có thể biết và cùng có thể tương tác với nhau. Chúng ta sẽ có một cái cộng đồng mà sống khỏe và hướng dẫn nhau cái cách sử dụng những cái thực phẩm thiên nhiên làm sao mà hữu ích nhất cho cơ thể người. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.